qua giờ mình đã uống rồi. Giờ khởi hành của mình sẽ là 8:55 ngày 27 tháng 5. Thì mình phải có mặt trước giờ khởi hành ít nhất là 3 tiếng. Vậy thì là mấy giờ mình sẽ có mặt ở sân bay? 6 giờ, 5 giờ mới còn ngủ. Rồi, trễ nhất là 6 giờ mình phải có mặt ở sân bay giúp em. Và mọi người lưu ý là mình có mặt tại sân bay quốc tế, ga đi quốc tế nha. Đừng có đi qua nhà ga nội địa. Tại vì mình đi Singapore, cho nên là mình đúng 6 giờ có mặt tại ga đi quốc tế giúp em. Rồi, mình địa điểm tập trung sẽ là cột số 10 tại ga đi quốc tế. Mọi người lưu ý cho em ha, cột số 10 tại ga đi quốc tế. Dạ, mấy anh chị cô dùm em lại cái vé đi, tại vì có một số học sinh là đi khởi hành cái giờ 7:10. Dạ rồi, thì trong bàn của mình thì sẽ có bàn Bảo Tí với lại Thái Thanh. Thì hai bạn này cái giờ bay sẽ là bay lúc 7:10. Cho nên là... Dạ vâng, tại vì cái giờ bay sau này á, thì cái giá rất là cao. Cho nên là mình đã hạn chế cái đó thì tụi em mới... là bay xuống, nên là tụi em mới thêm chị Thảo, để dẫn hai bé đi trước, ngoài đó trước, thì hai bé này thì xíu nữa thì nó sẽ đi hơn, thì là bay của hai đêm, em sẽ nói về cái lịch của người. Rồi, thì em nhắc lại nha, mình sẽ tập trung tại cột số 10, ga đi quốc tế, trễ nhất là 6 giờ sáng, ngày 27 tháng 5. Tới đó thì mọi người sẽ liên lạc ai? Thì cái giờ bay đó thì em sẽ dẫn đoàn, em sẽ dẫn mọi người đi theo cái giờ bay đó. Thì mọi người sẽ coi trong cái tờ nội quy.
mọi người xem giúp em trong cái tờ thông tin và nội quy chương trình á, thì ở đằng sau mình sẽ có cái thông tin liên lạc của trưởng đoàn, thì nó sẽ có cái số điện thoại của em tên là Nguyễn Tiến Đàn nha. Dạ rồi, thì sau ngày hôm nay á thì em sẽ làm một cái group với lại các bạn học sinh ở trên, bây giờ cho các bạn chọn luôn là những bạn group trên Facebook hay là trên Zalo. Zalo thì nó cho nên tiện, đa số là phụ huynh mình dùng Zalo không ạ? Facebook. Tại vì bé bé thì mấy bạn nó không dùng Zalo. Thì cũng phụ huynh thì mình nên trao đổi bằng Zalo, còn Facebook là để các bé up hình thôi. Phụ huynh là dạ rồi, thì trong ngày cái ngày khởi hành đó, ngày 27 tháng 5, mọi người lưu ý nè, ngày hôm đó ra sân bay thì mọi người sẽ xíu nữa tụi em sẽ phát cái áo đồng phục ABC và một cái ba lô. Thì trong ngày khởi hành thì mọi người lưu ý là mình mặc cái đồng phục giúp em nha. Dạ, em nhắc lại nha, ngày khởi hành thì mình sẽ mặc cái áo của ABC là áo vàng và cái đồng phục và cái ba lô của ABC. Tại vì hôm đó để ra sân bay thì để cho em dễ nhận biết vậy. Dạ. Dạ rồi, thì về cái vé máy bay á, thì bây giờ hộ chiếu ra ngoài đó thì bên em sẽ giữ lại hết hộ chiếu gấp luôn, thì em sẽ giữ hết hộ chiếu gấp của mọi người để là mình làm bộ tục máy bay. Rồi về cái phần mà hành lý á, thì mình sẽ có được là 7kg hành lý xách tay và 15kg hành lý ký gửi. Thì có một số cái lưu ý nho nhỏ về những cái vật dụng mình mang theo về cái hành lý. Thì về cái quy định về hành lý xách tay á, là mọi người không được mang chất lỏng hoặc là mang pin sạc dự phòng lên máy bay, đặc biệt là chất lỏng nha. Chất lỏng ví dụ như là nước pha, rồi nói chung là tất cả các loại chất lỏng luôn là mình không có được mang vào trong cái hành lý xách tay. Rồi mọi người lưu ý cái đó. Còn hành lý ký gửi thì mình không có được để các thiết bị điện tử giống như là laptop nè, máy chụp hình nè, điện thoại, là tất cả những cái đó mình phải xách tay hết, mình không có được để vào hành lý ký gửi tại vì nó sẽ nổ. Rồi qua tới bên Singapore thì bên đó thì cái mình sẽ có bên Singapore thì mình sẽ có người đón ở bên đó và em sẽ là trưởng đoàn cùng với lại một cái bạn ở bên Singapore, và sau đó thì mình sẽ gặp chị Thảo bên đó luôn, là mình sẽ có 3 người là trưởng đoàn ở bên Singapore. Rồi em nói một chút về cách để mình liên lạc bên Singapore. Thì em thì khuyến khích là mọi người khi mà sang Singapore thì anh sẽ dẫn các bạn đi mua sim. Thì em khuyến khích là mọi người nên có một cái sim Singapore. Cái đó thì bên em không có mua trước được, tại vì mình cần phải có passport thì nó mới có sim, nó mới bán sim. Nên là mình phải mua tại sân bay. Thì cái phí tầm khoảng là 15 đô. Thì mình sẽ xài 15 đô sinh á. Thì mình sẽ xài được khoảng 1 tuần đó. Thì cái này thì em đề nghị là mỗi bạn nên có một cái. Tại vì qua bên đó thì để có những cái buổi mà mình sẽ đi chơi hoặc là mình đi shopping á, thì mình sẽ có thể là mình sẽ tách ra mình đi. Thì những cái buổi đó thì mình cần phải có cái sim để mình liên lạc với lại các bạn, liên lạc với em này. Rồi về chỗ ở thì như em thông báo lúc ban đầu á, thì chỗ ở thì mình sẽ ở bên trường Nanyang Girls Boarding School, đó là trường trung học cấp 2 và cấp 3 của sinh. Thực ra mình sinh thì hệ thống của nó là cấp 2, của nó là cũng kéo dài tới lớp 12-11 luôn á. Thì đó là trường trung học top 1 của Singapore hiện tại, trường Nanyang Girls Boarding School ha. Rồi trường thì nó xây theo kiểu kiến trúc của Anh, rất là đẹp. Thì một phòng mình sẽ ở từ 2 tới 4 bạn. Từ 2 tới 4 bạn tùy theo cái sách phòng. Thì trước mắt thì cái danh sách phòng thì hiện tại thì em chưa bên trường họ chưa có gửi danh sách phòng về, nên là em chưa có gửi cho mọi người được. Nhưng mà tới hôm đó thì nếu mà sắp phòng ra rồi á, mà qua bên đó nếu mà mọi người muốn đổi phòng á thì cứ thoải mái thôi, miễn sao là chăm đúng cái số phòng đó là được.
ở đây là tụi em khuyến khích một phòng ví dụ 3-4 bạn thì tụi em sẽ sắp theo thứ tự là lớn nhỏ để các bạn có thể chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải là một phòng là toàn bạn lớn không và một phòng là toàn bạn nhỏ không. Em nói tiếp về cái lịch trình mình sinh ha. Thì cái chương trình mình sinh của mình sẽ có tổng cộng là 7 ngày. Thì thời gian học của mình sẽ có là 4 buổi sáng học, chứ không là 4 ngày học, 4 ngày hơi nhiều. Thế là mình sẽ có 4 buổi học tổng cộng. Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là mình ra sân bay rồi, mình không tính. Rồi mình sẽ có 4 buổi học và một cái buổi đi chơi ở Universal Studio. Là mình sẽ chơi cả ngày ở đó luôn, là một buổi. Còn các buổi học còn lại thì sao? Là mình sẽ học một buổi sáng. Mình sẽ học một buổi sáng trong khoảng từ 9 giờ cho tới 12 giờ. Là mình sẽ học tiếng Anh 3 tiếng. Thì cái chương trình học tiếng Anh là gì? Chương trình học tiếng Anh hiện tại thì mình sẽ học theo cái chương trình học bổng Đông Nam Á của Bộ Chính phủ Singapore. Thì cái ngày đầu tiên sang đó thì mình sẽ làm một cái bài kiểm tra trước. Tí nữa xác nhận hết 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 M hết S chỉ còn L bị X X L nha. Em lấy cái L lấy đủ rồi, 22 cái đủ hết rồi. Cái nội dung của cái chương trình thì khi học bổng ở bên xin nó là như thế nào? Đó là cái chương trình học ha. Sau khi mình học mỗi ngày xong thì mình ăn sáng và ăn trưa tại trường luôn. Trường hoặc là canteen thì mình sẽ ăn sáng và ăn trưa tại trường. Sau đó buổi chiều từ 2 giờ tới 6 giờ thì mình sẽ đi chơi. Thì bây giờ các bạn nhìn vào lịch trình ha. Rồi, mình liên hệ lịch trình từng ngày ha. Ví dụ như là ngày đầu tiên là mình tới trường, tới sân bay xong sẽ có người đón để tới trường check in nghỉ ngơi, rồi buổi tối mình sẽ làm một cái bài test tiếng Anh để mình biết cái trình độ. Không phải ngày đầu tiên mình chỉ có như vậy thôi, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai buổi sáng mình học tiếng Anh xong buổi trưa thì mình sẽ đi tham quan thành phố Singapore, thì mình sẽ đi tham quan những cái địa điểm nổi tiếng. Những cái mà gọi là tới Singapore là mình phải tới đó thì người ta mới nói là mình tới Singapore. Giống như là mình tới cái chỗ Marina Bay Sands nè, tới cái chỗ con sư tử biển nè. Rồi, buổi